bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bớt nói chuyện, dụng công cho nhiều. Phàm là tham gia Phật thất hoặc thiền thất, hoặc quán âm thất hoặc địa tạng thất đều tốt. Các bạn chớ tuyên truyền với người ngoài vạn Phật Thánh Thành là tốt như vậy như kia. Điều tốt của vạn Phật Thánh Thành chúng ta không hy vọng người ngoài biết. Vì sao vậy? Nếu bị kẻ khác biết thì bốn phương tám hướng người ta sẽ kéo đến vạn Phật Thánh Thành. Lúc đó, vạn Phật Thánh Thành không cách gì ứng tiếp được. Vạn Phật Thánh Thành luôn im lặng làm việc. Mọi người ai cũng chịu cực, chịu khổ, chân thật tu hành. Do đó, đối với bên ngoài, không nên chú trọng vào việc tuyên truyền, quảng cáo. Nếu ở đây là nơi tu hành tốt, các bạn có thể thường xuyên lưu ý tới. Nếu các bạn cảm thấy không tốt, thì không nên đi theo con đường này nữa. Đó là tông chỉ nhất quán của Vạn Phật Thánh Thành. Vạn Phật Thánh Thành có 6 đại tông chỉ để hướng dẫn việc tu, tức là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không vọng ngữ. Nếu các bạn hiểu rõ 6 tông chỉ này một cách chân thật thì bạn sẽ không uổng đã tới Vạn Phật Thánh Thành. Có một số người rất háo danh nhưng Vạn Phật Thánh Thành không cần những kẻ đó. Vì sao? Bởi Vạn Phật Thánh Thành muốn dứt trừ ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy. Ngũ dục này là gốc của địa ngục, nhưng đa số người đời ưa thích những thứ đó. Nhưng Vạn Phật Thánh Thành lại muốn thoát ly những mối dây ràng buộc ấy. Vì vậy, Vạn Phật Thánh Thành không muốn nổi danh, cũng không cầu cạnh lợi lộc gì, chỉ dựa vào công phu chân thật để hoằng dương Phật Pháp, tiếp nối Phật huệ mạng. Đó là tình huống đại khái của Vạn Phật Thánh Thành. Ha ha ha,